Cậu đã đi bán hàng bao giờ chưa? Em chưa. Ôi giời, thế thì mệt đấy. Này, thứ nhất, cậu bỏ cái ánh mắt đấy đi. Thứ hai, dẹp luôn thói tự ái nhá. Nếu cậu không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, không làm nghề này được đâu. Đi làm bằng gì? Em đi ô tô. Em cũng gửi ở bãi xe gần đây rồi. Mai đi làm bằng xe máy cho tôi. Công việc này cần thời gian và sự cơ động, nếu chậm là không được đâu. Ô tô để nhà vợ đi chơi nhá. Cố mà nhớ hết thông số ưu điểm của những mặt hàng này. Mai tôi trao đổi. Thưa anh, là em rất khó chịu. Thái độ làm việc của cậu ấy không tốt, cậu ấy vô trách nhiệm, mà cứ như thế thì sẽ rất ảnh hưởng đến công ty. Anh xem xét lại đi ạ. Vào đi. Anh. Lát nữa lên phòng hành chính ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng. Và từ ngày hôm nay cậu sẽ vào team của cậu Tuấn. Alo, cậu chuyển giờ ra hoa cho tôi nhá. Nhờ máy rồi nhá. Dạ, tổng của anh là 1 triệu ạ. Dạ. Alo. Toàn à? Đúng rồi, ai đấy nhở? Này, lần sau phải nghe người ta nói xong rồi hãng dập máy chứ. Nếu như cậu gọi điện cho khách hàng, khách hàng không nghe thì như thế nào? Dạ, tại sếp lấy số lạ gọi cho nên là em không nhận ra. Sếp có chỉ đạo gì không ạ? Chuyển giờ ra hoa cho tôi 17:30. Điêu thêm số này vào nhá. Dạ vâng, còn gì nữa không hả sếp? Nhớ là bảo cửa hàng hoa cắm đẹp vào. Anh Khôi dặn tôi là để tài liệu ở đây. Đợi tôi đi công việc về rồi thì chúng ta trao đổi. Dạ, dạ vâng ạ. Em làm gì mà gọi lắm thế? Có việc thì em mới nhờ chứ. Sáng nay định đi ship cho bà khách rồi, nhưng mà sếp em cứ lù lù đây không chịu đi. Thôi, em gửi ship đi, em quên là hôm nay đi làm à? Hôm nay em live stream hàng mới, free ship cho khách. Bây giờ không tự đi cũng hết lãi à? Em than vừa thôi, gọi ship đi. Mà tối mấy giờ đón đây? Em làm ca tối, anh về lo cơm nước cho bố đi. Ừ, được rồi, thế nhá. Dạ, tổng của anh là 1 triệu ạ. Nhớ 7:30 ra thôi. Dạ vâng ạ. Alo. Cậu làm ăn thế à? Hả? Tôi bảo cậu phải đúng giờ, hoa đâu? Anh hẹn 7:30 thì 7:30 mới có hoa chứ ạ? 17:30. Sao hả? Tôi không cần biết, nhá. Bây giờ cậu tự lo đi. Khai trương cả nửa tiếng rồi, không thấy hoa đâu. Cậu làm như thế là ảnh hưởng đến uy tín của công ty, cậu hiểu chưa? Vâng ạ, để em chạy đi xử lý cho anh luôn đấy ạ. Tại anh mà hôm nay mất thêm mấy chục nghìn tiền ship ấy. Từ mai em tự gọi ship đi nhá. Bây giờ, một là anh ở nhà để làm ship cho em, hai là anh đi làm, anh chọn đi. Anh lại cãi nhau với bố à? Tại vì em gọi điện nhiều quá, hôm nay bị mắng cho một trận tơi bời luôn. Lại còn là ngày đầu tiên đi làm chứ. Anh nói em chẳng hiểu cái gì cả. Công việc của anh tại em là thế nào? Anh nói không đi ship được, em đã phải gọi ship ngoài rồi, anh còn muốn cái gì nữa? Thì tại vì em gọi điện nhiều quá, cho nên anh nghe nhầm giờ giao hoa là 17:30 chứ không phải là 7:30. Lúc anh giao hoa đến ý, thì người ta khai trương xong luôn rồi. Bị chửi xong rồi thế nào? Chưa biết nữa, sáng mai đến mới biết. Thế bố có biết không? Anh không được vì thế mà bỏ việc đâu đấy nhá. Mà tại anh cơ. Không nghe rõ thì hỏi lại. Mà thôi kệ đi, nhầm lẫn là chuyện bình thường. Ở đời không nhầm thì giàu to hết rồi. Chẳng hiểu nhân viên ở đấy chịu đựng kiểu gì nữa, cứ như là đi làm cứu vạn ấy. Như em là cùng. Đồ thiết bị vệ sinh ở đấy nặng trịch, em so làm sao được. Thế hôm qua người ta bàn lương lậu gì chưa? Chưa được ký hợp đồng, đã phải ứng tiền ra để mua hoa, lại còn bị ăn chửi nữa chứ. Chắc là tự làm tự chịu quá. Anh cũng nhanh tay cơ. Mấy cái chuyện đặt hoa cho công ty ý, không bao giờ được ứng tiền của mình ra. Thế bây giờ đòi như nào? Em cũng làm công ty tư nhân mà. Cứ như là không hiểu ấy. Mọi sai phạm đều trừ vào lương hết.
mỗi ngày 1 triệu. Anh ăn lương hơn em rồi đấy. Tiền lương trả cho chồng bao nhiêu nó đủ bây giờ. Bố về rồi đấy, cũng nói. Bố ạ. Bố ạ. Ờ. Bố cũng chưa biết là nên tặng cậu Khôi cái gì. Hay là Lan đưa con sang, mang chai rượu sang nói rằng bố đuổi cậu. Con không mang đâu. Mà chắc gì sau việc hôm qua con được ký hợp đồng, mà cũng là nhờ bố có lời với anh ta mà bây giờ con phải đến công ty theo thủ tục đấy. Mày cứ ương bướng, nói một câu xin lỗi là xong. Thì bây giờ con vẫn đang đến vì bố đấy. Thế sau này khi mày công việc làm ăn ổn định, bổng lộc là vợ con mày hưởng. Mà thái độ mày như thế là phụ lòng chị gái mày đấy. Em đến chết anh mất.